Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 6, Đảng Bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết khóa 13 đề ra, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt hiệu quả. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã mở hàng chục đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, ma túy, mại dâm, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập triệt phá 460 chuyên án, khởi tố điều tra hơn 3.000 vụ với gần 5.700 bị can. Án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ khám phá đạt 98%. Công tác quản lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn. Kết quả đã bố trí 100% công an xã thị trấn là công an chính quy đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, thực hiện tốt công tác tham mưu với công an cấp trên và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân trong công tác giữ vững an ninh trật tự, triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, các đợt cao điểm đấu tranh tấn công, trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh. Một là tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và gắn bó mật thiết với nhân dân, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa phi truyền thống, xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, trước mắt là đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện các nhiệm vụ của ngành, trong đó đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cán bộ để góp phần quan trọng và thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Hai là phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng thế trận an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm của tỉnh và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, biết dựa vào dân, tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của nhân dân, qua là chủ động dự báo tình hình, xây dựng và tổ chức diễn biến các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, luôn xác định công tác nắm phân tích dự báo tình hình là nhiệm vụ trọng yếu, không thể bị động bất ngờ lúng túng trong giải quyết xử lý vi phạm tội phạm. Vì vậy thời gian tới các đồng chí cần tiếp tục phát huy đổi mới công tác nắm phân tích dự báo tình hình sâu sát kịp thời và hiệu quả hơn nữa, chủ động xây dựng phương án tác chiến ứng phó xử lý tốt nguy cơ tội phạm có tổ chức, triệt phá ngay từ khi mới hình thành, không để xuất hiện băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm tín dụng đen. Bốn là xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự là chỗ dựa của đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Đại hội bầu ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa 13, tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025.